Nam xáo trộn số áo, làm rối đối thủ trước trận ra quân. Trong danh sách đăng ký thi đấu ở ASEAN của Olympic Việt Nam, lộ diện trước trận gặp Olympic Pakistan, trung vệ Bùi Tiến Dũng mang áo số 4, hoán đổi cho đồng đội Đoàn Văn Hậu số 5. Thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn mang áo đấu số 50, giống ở giải giao hữu tại Mỹ Đình hồi đầu tháng. Trong khi đó, một cầu thủ tên Dũng khác là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận áo số 18 thay vì số áo 10 mà anh từng mặc khi thi đấu ở Hà Nội. Trên hàng công, số áo của cầu thủ Olympic Việt Nam cũng thay đổi chóng mặt so với giải đấu trước đó. Văn Quyết nhận lại số 10 thay vì số 14, Công Phượng hô biến từ số 20 thành 9 và chỉ có Anh Đức là giữ nguyên áo số 11. Quang Hải mặc áo số 19 ở ASEAN thay vì số 8 tại giải giao hữu trước đó. Tiền vệ trái tim tuyến giữa là Xuân Trường cũng được ông Park ngụy trang kín đáo bằng việc đổi từ số 17 về số 6. Trong các cầu thủ Việt Nam, Văn Toàn có lẽ là người dễ bị nhận ra nhất vì anh nhuộm tóc bạch kim nổi bật, dù tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được đổi áo từ số 12 thành số 8. Ông thầy người Hàn Quốc từng chia sẻ, ông thay đổi số áo để không lộ bài trước những trinh sát đến từ các đối thủ trước giải đấu ở Indonesia. U23 Việt Nam gặp khó khăn, thử thách và cả bị chơi khăm, thắng thế mới sướng. U23 Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề từ chủ nhà Indonesia. Thế nhưng, chính việc vượt qua được những khó khăn đó sẽ giúp cầu thủ có thêm tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng. U23 Việt Nam hành quân sang Indonesia từ ngày 10 tháng 8 với khí thế ngút trời. Toàn đội tràn đầy tự tin bước vào giải đấu với rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Thế nhưng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sớm bị dội một gáo nước lạnh khi ban tổ chức nước chủ nhà không bố trí được sân tập phù hợp. Chẳng còn cách nào khác, Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội phải tập chay ở khách sạn, sau đó là ra ngoài đường và có buổi tập duy nhất trên mặt sân như ruộng cày vào chiều ngày 13 tháng 8. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất bức xúc về công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, một thành viên của ban huấn luyện cũng phàn nàn về nơi đóng quân của đội tuyển. Phòng tập, hồ bơi hạn chế nên các tuyển thủ U23 gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện để đảm bảo thể lực. Còn về sân tập của ban tổ chức, biết là ở Jakarta tắc đường rất kinh khủng, nhưng không hiểu vì sao ban tổ chức lại bố trí cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tập vào giờ cao điểm nhất của buổi chiều tối, chưa kể cách khách sạn tới 50 km. Chưa hết, sân tập này lại là khu đất trống của sân bay quân sự Indonesia, bất cứ ai ra vào cũng đều phải có giấy phép. Không còn cách nào khác, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải tự tìm sân tập, vì thế mới xảy ra cảnh chớ trêu tập trên sân như ruộng cày vào chiều ngày hôm qua. Khó có thể tả được cảm xúc của cầu thủ khi 3 ngày tại Indonesia, nhưng họ không được tập luyện một cách thực sự. Tuy nhiên, đó sẽ chỉ là những khó khăn đầu tiên trong hành trình gian nan tại Á vận hội. Trước mắt, có thể còn khó khăn hơn cả về khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia tổ chức ASEAN. Thế nhưng, ngay trước khi giải đấu tầm châu lục khởi tranh, chỉ đứng sau Olympic về độ danh giá, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện bi hài. Đầu tiên là chuyện bốc thăm chia bảng, môn bóng đá nam đã phải tiến hành rất nhiều lần và mỗi lần đều tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Chưa bao giờ một kỳ ASEAN lại được tổ chức lộn xộn và thiếu chuyên nghiệp, khiến các quốc gia tham dự đều kêu ca như lần này. Được biết, đã có một số đội tuyển phải rời khách sạn, tìm nơi ở tốt hơn. Ngay như khách sạn của đội tuyển U23 Việt Nam ở, theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thuê phòng chỉ vài trăm nghìn đồng một đêm, tức là chỉ ngang với khách sạn 2 sao ở Việt Nam, thì cũng khó có thể đảm bảo được các điều kiện tốt nhất. Khó khăn đến với U23 Việt Nam cũng là lời cảnh báo với Đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam ở ASEAN, bởi trong những ngày tranh tài sắp tới, chắc chắn sẽ còn nhiều câu chuyện bi hài ở một sân chơi tầm châu lục nhưng được tổ chức bởi tư duy của ao làng. Thế nhưng, vượt lên tất cả, tinh thần của nhà cầm quân người Hàn Quốc và học trò vẫn rất vững vàng, khiến người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một giải đấu hoàn toàn thành công hơn nữa của đội bóng áo đỏ. Ông Park Hang-seo hiểu rõ các học trò của mình cần phải giải phóng tâm lý ngay sau những kế hoạch mà ban tổ chức ASEAN đưa ra quá ngặt nghèo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bỏ qua được những khó khăn để truyền lửa cho các học trò. Đó là điều hiếm thấy trong các đời thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam gần đây. Những khó khăn mà U23 Việt Nam đã trải qua xem ra cũng thường thôi. Hơn nữa, vượt qua những thử thách sẽ càng khiến hành trình và những trận đấu của U23 Việt Nam thêm ý nghĩa, giống như những gì mà họ đã từng làm ở Thường Châu Trung Quốc hồi đầu năm. Bảng D ASEAN 2018, nội soi các đối thủ của Olympic Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sau chiến tích thần kỳ lọt vào tới chung kết U23 châu Á tại Thường Châu Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, các cổ động viên Việt Nam đang kỳ vọng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tạo nên một cơn địa chấn tại ASEAN 18 trên đất Indonesia. Cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam tại giải đấu lần này là khá lớn, khi ngoại trừ Nhật Bản thì hai đội còn lại được đánh giá là yếu hơn Olympic Việt Nam. Nhật Bản cử đội U21 tham dự.
Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chỉ cử đội U21 tham dự, thậm chí không cài thêm bất cứ cầu thủ U23 nào. Điều này đã được chứng kiến tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Vẫn với huấn luyện viên Morisaso, U21 Nhật Bản đến Trung Quốc đối đầu với các đàn anh lớn hơn. Mục tiêu của bóng đá Nhật Bản nằm xa hơn nhiều quốc gia khi Olympic 2020 sẽ tổ chức tại thủ đô Tokyo. Với tư cách nước chủ nhà, bóng đá là môn thể thao vua. Chính vì vậy, JFA tạo nên kế hoạch dài hơn và trọng tâm là cải thiện trình độ của lứa cầu thủ U19 Nhật Bản. Đến năm 2020, lứa cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 23, vừa độ chín để tham dự Olympic. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam cũng không thể coi thường U21 Nhật Bản, vì dù chỉ mang tới ASEAN 18 một đội hình rất trẻ, nhưng những phẩm chất kỹ thuật cũng như khả năng thi đấu gắn kết đã được U21 Nhật Bản thể hiện ở vòng chung kết U19 châu Á năm 2016. Ẩn số mang tên Pakistan. Bóng đá Pakistan trong khu vực không được đánh giá cao như Việt Nam bởi họ đã tụt hạng từ 185 năm 2015 xuống vị trí hiện tại là 201 trên tổng số 206 thành viên của FIFA. Olympic Pakistan sẽ là ẩn số đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở ASEAN lần này. Năm 2018, người Pakistan khởi động một kế hoạch đầy tham vọng là tham dự World Cup 2026 với thể thức 48 đội. ASEAN 2018 trên đất Indonesia chính là bước đầu tiên trong tham vọng lớn lao của Pakistan. Tháng 4 năm 2018, VFF giới thiệu tân huấn luyện viên Rose Antonio Nogueira với bản hợp đồng 3 năm. Tham dự ASEAN lần này, Olympic Pakistan có 7 cầu thủ chưa đầy 20 tuổi. Huấn luyện viên Rose Antonio Nogueira cũng triệu tập 3 gương mặt trên 23 tuổi, gồm thủ môn Joseph Buff, sinh ra tại Canada, tiền vệ Saddam Hussein, hiện tại đang thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, thể lực và sức mạnh của các cầu thủ Pakistan là điều mà huấn luyện viên thầy trò Park Hang-seo cần hết sức lưu ý. Olympic Nepal không được đánh giá cao ở ASEAN lần này. Trong 3 đội cùng bảng D ASEAN 2018, thì U23 Nepal chính là mục tiêu dễ dàng nhất giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành 3 điểm. Thành tích của U23 Nepal ở sân chơi châu lục từ năm 2014 tới nay là một thảm họa khi trải qua chuỗi 10 trận thua liên tiếp ở ASEAN Games cũng như U23 châu Á. Olympic Nepal cũng triệu tập 3 cầu thủ ngôi sao của họ đều là những thành viên của tuyển quốc gia Nepal. Tuy nhiên, với sự phục vụ của những ngôi sao của tuyển quốc gia thì Nepal vẫn không được đánh giá cao. Mục tiêu của Nepal khi tham dự ASEAN 18 là để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Nam Á diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Do vậy, ban huấn luyện của Olympic Nepal đã xác định rằng tham dự ASEAN 2018 là dịp cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát. Tiếp đón một đối thủ như Nepal là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chọn 3 điểm. U23 Việt Nam, U23 Pakistan, những người hùng trở lại đấu trường châu lục. Thưa quý vị, hơn 6 tháng trước, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành Á quân U23 châu Á 2018, qua đó mang lại niềm tự hào và vui sướng cho người hâm mộ. Tất cả đang chờ đợi ông Park cùng học trò tái hiện kỳ tích Thường Châu tại ASEAN 18. Niềm tin ấy được tiếp thêm lửa khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chức vô địch ở giải đấu giao hữu tại quê nhà, một cuộc thử sức chất lượng trước khi bước vào ASEAN 18. Theo đánh giá tổng quan, U23 Việt Nam có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Nhật Bản. Nếu có được ngôi đầu thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo né được Hàn Quốc thì cơ hội tiến xa ở ASEAN 18 là rất lớn. Thậm chí, U23 Việt Nam có cơ hội giành huy chương, tức vào bán kết. Dẫu vậy, U23 Việt Nam vẫn đang có những vấn đề về chính mình. Đó là áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ hay từ thế vị trí Á quân U23 châu Á cũng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khó đá trong thế chiếu dưới. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải nhận định U23 Việt Nam sẽ đá tấn công ở 2 trận đầu tiên của vòng bảng ASEAN 18. Ngoài ra, những ngôi sao quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo cần thay đổi nhiều khi đối thủ đã biết và có phương án bắt bài. Tiệu chung lại, sự trở lại của những người hùng ở sân chơi châu lục đã mang một tư thế mới. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không còn bí ẩn, thậm chí bị nội soi rất kỹ. Thế nên U23 Việt Nam cần tự tin và vượt qua áp lực để chơi tốt tại ASEAN 18. Sau 3 năm bị FIFA, Liên đoàn bóng đá thế giới cấm thi đấu quốc tế, Pakistan trở lại sân chơi châu lục. ASEAN 18 là giải đấu chính thức đánh dấu điều này. Còn U23 Việt Nam là đối thủ của họ vào chiều nay.
Nhằm chuẩn bị cho ASEAN 18, Pakistan đã có 3 trận đấu giao hữu với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Đáng nói, Pakistan đã loại ngôi sao Kalimullah Khan vì không có khát vọng thi đấu. Khi vừa đặt chân đến Indonesia, huấn luyện viên của U23 Pakistan đã đánh giá rất cao U23 Việt Nam với nhận xét thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng mạnh nhất bảng D chứ không phải Nhật Bản. Thuyền trưởng của U23 Pakistan nhận xét U23 Việt Nam là tập hợp của những người hùng giành Á quân châu Á cùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi rất chất lượng. Có thể hiểu họ đã nghiên cứu rất kỹ với U23 Việt Nam. Ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều tư liệu để đánh giá Pakistan một cách tốt nhất. Thế nên, Pakistan không được đánh giá cao nhưng bí ẩn. Đây là lợi thế của họ trước U23 Việt Nam. Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ khó đá phòng ngự phản công trước Pakistan vì đối thủ đá 4-4-2 với tiêu chí phòng ngự chặt để đảm bảo sự an toàn lên hàng đầu. Đây là bài toán lớn cho ông Park vì không thể chơi theo phong cách ở Thường Châu. Ngược lại, có thể dính đòn hồi má thương của đối thủ. Trận đấu của U23 Việt Nam, U23 Pakistan sẽ diễn ra lúc 16 giờ hôm nay. Người hâm mộ không được xem qua sóng truyền hình vì VTV không mua được bản quyền truyền hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.